mất dạy rồi. Đau hết bọc nó cuộc. Đúng vậy. Con mong đi chọn nó lây. Lạnh chi. Mình thông minh thật. Mình chọn việc này vừa được ống ấy còn vừa nhanh mà lại cả dũng. Cứ cho mình chọn. Ôi giời xui ơi. Mày thấy không? Anh ơi, cái này công tốn đấy. Có mà lấy là tốt thì công của thằng. Tao đang định chặt ra mỗi thằng một khúc để mỗi thằng nướng một cái. Lấy thịt đây này, Hai tay anh ôm xương rồng rất đau. Anh hai cái gì đấy? Cho mày nhận chọn đấy. Mày đi rách ấy, khôn rồi. Anh rách. Không ai bảo. Làm thì chả chịu có làm rồi. Ủa, mình chỉ có một. Đây là thịt à? Chương. Không chặt một cái khuyển kia đi. Nướng thơm, mùi thơm à? Gia vị thơm. Chân lên đen. Buồn rất đau. Để đây thì nó để vứt ra. Không được xả rác bừa bãi. Anh làm cái cọc anh trúng lên nó phải nhàn nó không? Bây giờ đứng đấy mất không có việc à, không việc làm. Đấy, thế bây giờ tao mày ngồi giữ này. Nặng gì? Nhẹ tình. Mỏi. Từ từ, thế thì mày, đây nhá, mày giữ thế này đi. Lấy cao lên để tao đi đấy cọc, tao kết cái cọc đó. Nó rào ra đâu rồi. Nhiều trẻ. Cao lên. Đây. Cháy bây giờ, thằng ngu này. Để ra đây. Đấy, tập cân bằng đi. Cân bằng rồi. Anh định làm chiếc à?
Đấy, đưa đi. Để im. Đấy, được nha, để tao đi chặt cọc. Nhanh nha. Thấp xuống một tí ấy. Hoàng Hê. Yes. Ôi thằng rượt dại. Em rượt trước. Nhìn lên đấy. Mày có làm mất miếng nào không đấy? Mất gì? Còn sống nhằn. Nào, giữ, 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 giữ. Đúng lên. Nhanh lên để ăn đợi quá. Anh yếu thế nhỉ? Ây. Dạo này không được ăn sáng. Yếu đuối lắm. Em mua. Mày. Rồi, cô Văn Kê. Đấy, đứng ở dưới nhá. Không. Đấy. Anh đi mà giữ lưỡi. Tao đi vệ sinh đã. Xong chưa? Rồi. À, ra. Ngon tết rồi đấy. Chín rồi. Sao tao đi một tí mà lại mất mấy miếng này rồi? Một tí quanh hàng tiếng ấy. Tiếng. Đi lẩu la lên mì. Tao đi xem bọn nó. Ui. Xem khu nào có ụt chín đâu. Rồi. Ui ui cho khán giả xem này. Quá nãy tưởng. Quá. Nào. Cái mặt cúc to nhé. À quên, mời các bạn. Các bạn nhé. Tháo ra. Sao đâu. Thì mới cặp. Ngồi đây. Ngồi đấy. Mời các bạn nhé. Được, anh phải giao lên xẻo nha. Xẻo. Đây đây. Tao banh ra cho mày. Banh ra. Banh lít ra. Từ từ hàng ăn rồi á. Đừng nào cho được ăn, đây có chó đâu. Đây. Ui. Ui bảo thế. Đây cầm lấy để tao rút ra tao banh banh ra cho mày rút. Tứ không đứt tay đâu rồi. Ui bỏng. Chết à. Kéo đi. Hây. Dạ. À. Thôi ngồi đây chán luôn. À, mời các bạn nhá. Mặt nặng đấy, em muốn cầm được 2 cây. Mời. Em nướng cho anh ăn nhé. Ai mua cho mình nướng á? Ồ, ngon tuyệt các bạn ạ. Nào. Không xẻo được. Mày xẻo đi em. Nhắm bỏ. Đặt đúng đây à? Mày thích đặt đâu mày đặt? Bẩn. Bẩn. Bóng để làm gì? Bóng bẩn. Bẩn nó mà bẩn. Bẩn mới lên. Ngon tuyệt các bạn. Tặng bỏ ra tao cầm ăn cho nó sướng. Không. Đừng có đụng dao em nhé. Tao ỉa phải đấu. Đấu tay không chẻo được. Hay là để tao chẻo ra tao ăn hộ luôn đó. Ừ. Ngon nhỉ. Các bạn ngon lắm. Wow. BBQ Hàn Quốc gọi bằng gì? Kỵ. Wow. Wow. Ui. Vâng. Ngon nhỉ?
À, đoạn này thịt dài này. Ngon. Mày cầm cả miếng ấy, gặm nhôm nhoan cho nó sót. À, cho nó ngon. Chân mày quay rung đấy. Gió. Mưa. Đời chưa bao giờ ăn ngon thế này. Ôi. Toàn thịt. Ngon. Hảo ạ. Còn thiếu tí chua nữa, nên sườn nướng chua cay. Ngon quá bạn. Quá là chuẩn luôn. Còn bay đặt cắt ra nữa. Lắm chuyện. Để sao ạ? Mặc không ạ. Không biết cả nha. Các bạn có miếng thử miếng không? Để sang bên gần cho các bạn hít hơi xem là nó thơm. Thơm lắm. Anh à, bao nhiêu giờ này đang quay? Máy quay của mình bị dính mưa. Rất dài máy quay phim. Lợn nhà ai nuôi mà ngon thế. Nhiều thịt. Cảm thấy mắc răng không? Ơ, tao còn lon bia đâu nhỉ? Đấy, đây rồi. Bạn này nó sống. Bạn chân này sống à? Tao đi tí mà mất 4 miếng xương nhỉ? Đấy, nước ngọt của mày đâu? Chó mới uống nước ngọt à? Mời các bạn nhé. Ăn này tạo cảm thấy nó hơi có tội lỗi mẹ. 2 uống 6 8. À. 8 con mắt đang đổ với mình. Mấy bà đang cấy. Cho rất là dại. Rất dại. Có làm miếng không bà? Gây ra hiện tượng. Bà không ăn. Mưa. Đấy. Mưa bão trước cổng kính. Không biết cắn miếng nào chỗ nào trước cho nó ngon nhỉ? Cắn chỗ nào trước cho nó ngon nhỉ? Chưa khóc luôn. Mấy người giống vậy chăng? Ôi trời. Lừa đấy. Ê, ê. Tí nữa tưởng mình hở chết. Ui, quá thịt à. Đã hết phần.
Wow, cho các bạn xem. Ôi chết, xíu này. Ngon. Ngon lắm các bạn. Thơm lắm. Tùy đâu rồi? Tùy cái gì mà tùy?